Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động lễ hội mừng Đảng đón xuân Quý Mão 2023 của xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, vào chiều qua, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, Hợp tác xã Rau An toàn Tuy Loan tổ chức lễ hội rau Tuy Loan lần thứ nhất năm 2023. Tại lễ hội, các đại biểu và thành viên Hợp tác xã Rau An toàn Tuy Loan cùng hòa mình vào không khí lao động của bà con nông dân thông qua hoạt động xuân giống đầu năm, thi thực hành trồng rau, thi ẩm thực giữa các thành viên Hợp tác xã rau. Đây là hoạt động lễ hội được Hợp tác xã Rau An toàn Tuy Loan tổ chức lần đầu tiên nhằm tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, đánh giá lại những kết quả đạt được sau 21 năm thành lập và phát triển. Từ một tổ hợp tác rau chỉ có 20 thành viên ban đầu, nay tăng lên 60 thành viên, sản xuất trên 8 hectare rau sạch, được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao cho rau ăn lá và 4 sao cho rau ăn quả. Chứng nhận PTS về sản xuất rau an toàn, có mặt hầu khắp trong các siêu thị lớn, các trung tâm thương mại và hệ thống trường học của thành phố, góp phần giải quyết việc làm và không ngừng nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Vì năm nay là năm đầu tiên của Hợp tác xã Rau tổ chức cái lễ hội đầu năm, là năm đầu tiên, cho nên là để định hướng phát triển và tương lai mở rộng cái thị trường. Thứ hai nữa là về quảng bá sản phẩm và xây dựng cái thương hiệu Rau Tuy Loan. Bên cạnh đó là làm cái du lịch sinh thế để đẩy mạnh cái việc sản xuất và nâng cao cái đời sống của thành viên hợp tác xã ngày càng nâng cao hơn. Cái mô hình rau của hợp tác xã này rất là tốt, an toàn và không những mà nó còn cảnh quan rất là đẹp. Nó gắn liền với cái du lịch cộng đồng, du lịch làng quê. Và hiện nay là các cháu học sinh á, là các cháu học cần cái mô hình là trải nghiệm về đây, gắn với là các cháu tham quan ruộng đồng để biết được cái sản phẩm nông nghiệp. Riêng đối với thành viên Hợp tác xã Rau An toàn Tuy Loan, việc tổ chức lễ hội rau là sự ghi nhận và đánh dấu vai trò quan trọng của người nông dân một nắng hai sương làm ra sản phẩm rau sạch phục vụ đời sống người dân thành phố Đà Nẵng. Ngày hội này để tạo điều kiện giúp cho bà con nông dân phấn khởi, còn phấn khởi hơn nữa, và những người chưa vào hợp tác xã sẽ đăng ký vào làm vì họ thấy như thế này là quá phấn khởi rồi. Những hoạt động ý nghĩa này được triển khai ngay từ đầu xuân Quý Mão 2023 sẽ tiếp thêm động lực để người nông dân Hòa Phong nói chung, các thành viên hợp tác xã rau sạch Tuy Loan nói riêng bắt đầu một năm lao động sản xuất với tâm thế vững tin một năm thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.